Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và bộ máy lý luận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lên gân cho đảng viên. Tại sao đảng phải trường tồn để độc quyền cai trị, nhưng lại không sao giải thích được vì đâu mà dân không còn tin vào đảng. Trong khi cán bộ đảng viên thì cứ nối đuôi nhau tự diễn biến, tự chuyển hóa và sinh ra khỏi đảng. Qua chương mục Đây là sự thật với Đặng Chí Hùng và Tâm Anh, quý thính giả sẽ có câu trả lời đích thực. Với hệ thống Audio Now chỉ cần bấm số 1-712-832-7123. Quý thính giả có thể nghe Đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Tâm Anh trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Đây là sự thật. Mến chào anh Đặng Chí Hùng. Thưa anh, rất nhiều các đại hội mà theo ông Nguyễn Phú Trọng là nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã được tổ chức rầm rộ. Điều đó cho chúng ta thấy gì thưa anh? Xin kính chào quý thính giả Đài Sông Núi. Xin chào chị Tâm Anh. Theo tôi á, thì có một số lý do khiến cho đảng lãnh đạo phải ra cái lực lượng gọi là ra quân rầm rộ để lên gân cho đảng viên. Đó là do thứ nhất đấy là sau 4 năm thi hành nghị quyết Trung ương 4, gọi là cái một số cái vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay phổ biến ngày 18 tháng 1 năm 2012, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn vật lộn với các cái tệ nạn tham nhũng lãng phí trong hệ thống cai trị. Thứ hai đó là sau 5 năm thực hiện thị số 03CT Trung ương ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về cái gọi là học tập và làm theo gương của Hồ Chí Minh, thì đảng viên càng tham nhũng và suy đồi hơn, bởi vì đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào thì ai cũng biết. Học theo đạo đức Hồ Chí Minh chính học những cái thói hư tật xấu như là bán nước hại dân vân vân của ông ta. Ba là những cái cá nhân đòi hỏi đảng phải trả quyền tự quyết cho dân thì đã lên cao và lan rộng trong nhiều tầng lớp từ thành phố về đến nông thôn. Thứ tư đó là cái làn sóng phẫn nộ của người dân về cái thái độ của đảng nhu nhược trước hành động lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Đông đã lan thành một cái làn sóng rất lớn trong khắp các cái tầng lớp quần chúng. Thứ năm, những cái bí mật bán nước hại dân của đảng ngày càng bị phơi bày trên internet và người dân cũng có phơi bày điều này ra. Đó chính là những cái nguyên nhân khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải lên gân cho đảng viên như đang làm. Để đối phó với những vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ biết chống đỡ bằng lời kêu gọi, chỉ thị đảng viên đủ thuyết chuyện. Nhưng tại sao căn bệnh trầm kha, tham nhũng, nguyên nhân làm cho đảng viên suy thoái tư tưởng, mất đạo đức vẫn tiếp tục gây nhức nhối cho đảng và khổ cho dân 4 năm sau Hội nghị Trung ương 4? Thưa chị Tâm Anh, thưa quý thính giả, thì ông Nguyễn Phú Trọng từng nói, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai khá đồng bộ và đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đây là một đấu tranh cực kỳ khó khăn, phức tạp liên quan đến lợi ích đụng chạm đến những người chức có quyền, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, không thể nóng vội. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng, nhưng đảng muốn người dân phải kiên trì bền bỉ, nhưng mà hỏi là bao nhiêu năm nữa thì mới thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trong khi chính ông ta đã khẳng định, hết thế kỷ này, biết có chủ nghĩa xã hội hay không. Người dân ấy thì nghe mãi cũng nhàm tai, cũng chỉ đảng viên họ thấp cổ bé miệng và họ chỉ là cái lớp tự hành, chỉ biết nuốt nước bọt trước cơ ngơi tiền bạc của các cấp có chức có quyền. Và cũng cần phải nói thêm, chính vì cái thể chế độc tài mà đảng đã tạo ra một cái cơ hội cho tham nhũng tràn lan. Đảng viên thấp cổ bé họng và người dân biết phê phán ai khi mà công lý của đảng chỉ là bịt miệng mà thôi. Do đó, đảng viên thì cứ bỏ đảng, dân thường thì cứ oán hận, ngày càng dày thêm mà thôi. Nói tóm lại, cái việc sửa sai cho đảng viên là một điều vô nghĩa, vì chế độ cộng sản bản thân nó được xây lên từ những cái thứ hoang tưởng, vì thế chỉ có xóa bỏ hoàn toàn thì mới có thể có một cái xã hội chính trị trong sạch được. Vậy còn những việc hèn nhược trước Trung Cộng đã như những giọt nước làm tràn ly sự bất mãn của chính đảng viên cũng như người dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó đã chứng tỏ được gì thưa anh? Thưa quý thính giả, phải nói cho đúng, không phải tất cả các đảng viên Cộng sản Việt Nam người nào quán nước và theo giặc như đa phần các đảng viên khác. Nhiều người vẫn có lòng yêu nước, chẳng qua là bị Đảng Cộng sản Việt Nam lừa phỉnh. Nhưng mà cái thái độ ươn hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam trước tàu cộng cũng là cái động lực cho họ căm phẫn và không muốn đứng chung cái hàng ngũ của đảng viên với những kẻ bán nước nữa. Người dân ấy thì càng lúc càng căm tức vì mất đất, mất nhà, xã hội rối ren, đời sống khó khăn. Khi họ đã đứng lên phản đối ôn hòa giặc tàu thì lại bị đàn áp dã man. Đó chính là những cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân thêm căm tức Đảng Cộng sản Việt Nam. Chơi dao thì ắt có ngày phải đứt tay. Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận bán nước để giữ cái ghế thì chính họ cũng sẽ phải chết vì điều đó. Bởi lòng dân thì không bao giờ cạn tình yêu nước cả. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam nếu không sớm nhận ra để quay về với quốc gia, quay về với dân tộc thì họ sẽ phải chịu những cái hậu quả rất là lớn khi mà người dân tức nước vỡ bờ. Tâm Anh chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chuyên mục Đây là sự thật của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Mến chào anh Đặng Chí Hùng
và Tâm Anh hẹn anh vào tuần tới. Xin chào chị Tâm Anh, xin kính chào quý thính giả.